chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm, nghe sóng vô mênh mang khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu máu rời xa bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng xây đất. Anh hùng biển ơi ta hát.
nhiều các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của công ty trong suốt 20 năm qua, đồng thời ghi nhận và tỏ lòng tri ân các vị lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động qua các thời kỳ của công ty, các đối tác, bạn hàng đã ủng hộ, hợp tác và cống hiến để công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý đến dự và chia niềm vui lớn cùng với tập thể cán bộ công nhân viên công ty, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Quý vị xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thu Hương, trưởng ban ban thi đua của thành phố. Ông Đào Quốc Tùng, chuyên viên ban thi đua khen thưởng thành phố. Về phía công ty, ban tổ chức trân trọng và giới thiệu các ông bà thành viên hội đồng quản trị. Ban tổng giám đốc xin trân trọng giới thiệu ông Hà Văn Tiến, tổng giám đốc. Các ông bà phó tổng giám đốc, các ông bà thành viên ban kiểm soát, ban chấp hành đảng ủy, ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng công đoàn các đơn vị, trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, trưởng phó các đơn vị, đại diện cán bộ công nhân viên và người lao động công ty. Đặc biệt các ông bà nguyên là lãnh đạo các đơn vị, bộ phận trong công ty đã nghỉ hưu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian tình cảm và dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, ngày 16 tháng 10 năm 2000, cách đây 20 năm, đại hội cổ đông thành lập công ty đã tiến hành đại hội thành lập công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng trên cơ sở cổ phần hóa xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa. Trong giai đoạn đầu chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty không tránh khỏi những băn khoăn lo lắng do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn nhiều khó khăn về thị trường, về lao động, về cơ sở vật chất. Song với tinh thần đoàn kết, chấp nhận khó khăn, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, với sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các sở ban ngành, các cấp chính quyền địa phương, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng, các doanh nghiệp bạn hàng, công ty đã từng bước ổn định và phát triển các chỉ tiêu về kinh tế, đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch năm sau cao hơn năm trước. Cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty ngày càng yên tâm gắn bó với đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của tập thể, ban lãnh đạo công ty cũng như sự phát triển của công ty trong tương lai. Hòa cùng không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 và đảng bộ và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của cán bộ công nhân viên và người lao động công ty trong việc vượt qua khó khăn thách thức của việc suy giảm kinh tế trong nước do tác động của nền kinh tế thế giới và dịch bệnh Covid-19, công ty vẫn giữ được ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động suốt 9 tháng qua. Theo thông lệ hàng năm, lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty được long trọng tổ chức nhằm đánh giá, ghi nhận những kết quả, thành tựu, sự trưởng thành và phát triển của công ty suốt 20 năm qua, đồng thời động viên cổ vũ cán bộ công nhân viên và người lao động công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng. Sau đây tôi xin trân trọng và giới thiệu kính mời ông Hà Văn Tiến, tổng giám đốc công ty lên báo cáo tổng kết 20 năm một chặng đường. Mời ông. Kính thưa các vị khách quý, hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Về dự của công ty thì trước hết khách mời có bà Thu Hương, trưởng ban thi đua khen thưởng. Ngoài ra thì do đặc thù đặc dịch nên không mời các khách hàng khác, chỉ mời toàn bộ nội bộ cán bộ công nhân trong công ty để báo cáo với lãnh đạo công ty. Thì gồm này, các ông bà nguyên là trưởng phó các đơn vị đã về hưu và toàn thể trưởng các đơn vị và những cán bộ xuất sắc trong công ty về dự hôm nay.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kỷ niệm 20 năm thành lập công ty là một kỷ niệm một chặng đường vượt qua khó khăn, thách thức của nền kinh tế thị trường và đoàn kết sáng tạo, trí tuệ, dũng cảm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty qua nhiều thế hệ là liên tục phát triển tiến tới thành công. Các đại biểu xem cái phóng sự kỷ niệm 20 năm thì thấy rằng đây cũng một chặng đường từ vốn ban đầu 7 tỷ rưỡi đến bây giờ là 120 tỷ trong khoảng 20 năm phát triển rất là lớn. Đây là một cái sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã dành tâm sức để làm nên công ty một phần mãi không ngừng. Trong 20 năm tại cái thời điểm cổ phần hóa thì có tăng 7 tỷ rưỡi 5 tỷ tiền vốn tài sản, 2 tỷ rưỡi tiền vốn điều động. Nhưng đến tại thời điểm 30/9 này thì chúng ta có 107 tỷ tiền vốn được phát hành rất là lớn, tăng lên gấp 14,3 lần. Đây ghi nhận là cái sự cố gắng và là một lòng tin của các cổ đông, người ta đóng góp huy động trong 20 năm với điều kiện của mình. Một cái công ty mà không có tên tuổi gì, nó là dịch vụ, nó là lung bê, nó là trong bản xe không đến giờ có 147 thì đây là một cái rất vui. Để có số tiền đó là có một lòng tin tuyệt đối với các cổ đông. Hôm nay tôi xin thưa với các người tin nó bỏ tiền vào và có thể chúng ta có một cái cụm tòa nhà. Ngày ngày kinh doanh của chúng ta rất nhiều, tôi xin thưa ở đây hầu hết các trưởng đơn vị cũng biết rồi và thế hệ sau này thấy là chúng ta rất nhiều. Nhưng qua 20 năm qua nền kinh tế thị trường thì chúng ta còn lại những cái gì chúng ta đang tồn tại để ngày hôm nay và cho tương lai, đó là thuê văn phòng, đó là sản phẩm, thế còn các dịch vụ khác như thuê kho bãi, rồi ăn uống, rồi bốc xếp, rồi kinh doanh thương mại, rồi vận tải, rồi hàng hải, nó chặt qua nhiều cái nền thăng trầm thế thị trường và đặc biệt mặt trái của thị trường thì tự nó bị không còn nữa. Thế chúng ta chọn cái hướng đi của chúng ta để cái gì cho nó tồn tại, chuyển sang mô hình công ty cổ phần thì báo cáo là chúng ta đã trải qua rất nhiều cái cố gắng và cái khó khăn. Tôi xin thưa rằng là cái lao động dôi dư giải quyết thế nào, rồi tư tưởng cán bộ công nhân viên thì sao, ngành nghề thì cũng mang tính là nó không ổn định tắc phải. Thì với tinh thần đoàn kết sáng tạo chủ động trước những khó khăn thì hội đồng quản trị, ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên qua nhiều thế hệ từng năm một những khó khăn nó xảy ra và đến bây giờ thì chúng ta đã nhìn lại chặng đường đi thì thấy là nó cũng đã đạt được những cái mà mình chưa toàn nguyện nào, nhưng bước đầu là cái nền tảng để cho công ty phát triển sau này. Về kết quả kinh doanh sau 20 năm thì tôi xin thưa trên bảng như nó rõ rồi, tôi chỉ nhấn mạnh thêm chúng ta nói trong vòng con số vì ở đây tất cả các cán bộ nhân viên cả đều ở bên. Thế thì cái thứ nhất, cái năm 2001 cái lãi chúng ta có 1.7 tỷ, nhưng đến 2005 chúng ta đã lên trên được 2.8 tỷ. 2010 cái lãi thuế chúng ta là 14.5 tỷ, trong 5 năm ta lên rất là nhanh. Đặc biệt 2015 thì chúng ta lãi đến 15 tỷ, và ước năm 2020 thì cái lãi 8 tỷ. Doanh thu thì tăng lên và số người thì tôi xin thưa nhìn vào con số ta thấy ngay. Con số ở đây biến động, trước ta là công nhân công xếp rất là đông, có lúc chúng ta đến 1.300-1.200 người lao động, nhưng
lãi chúng ta thì rất thấp. Nhưng càng ngày về sau chúng ta loại bỏ dần. Chúng ta lựa chọn cái gì chúng ta có hiệu quả chúng ta và nó thật. Với lại các quý khách hàng, tất cả các cán bộ nhân viên rằng cơ chế thị trường này nó tự đào thải. Một, đào thải là cơ chế thị trường. Cái thứ hai là đào thải do cán bộ công nhân, cái mặt trái của cơ chế thị trường tự hành đào thải. Không có tồn tại. Thí dụ cái vận tải là tôi mong ước lớn nhất ở đây là cố gắng 15% sản lượng, nhưng đến bây giờ thì bằng số 0. Và cái này thì cán bộ nhân viên phòng vận tải đi hiểu rồi và trả lời phải câu này. Cái dịch vụ hàng hải là cái điểm mấu chốt, nhưng rồi do cơ chế thị trường, do tất cả các chính sách thì nó sẽ không còn nữa và tự bản thân nó sẽ không còn. Thế mà còn lại cái gì thì chúng ta thấy rồi, đó là thuê văn phòng. Cái cửa hàng xăng dầu thì tôi báo cáo luôn, khi họ làm cái cầu ở đường bên trái thì nếu mà làm thì cái cầu xăng dầu họ thu lại. Thế còn cái bãi bột thì chính thức có quyết định thu hồi rồi. Cái tòa nhà này, khu này cũng chưa có quyết định nhưng đang kiểm kê để bàn giao lại cho thành phố để làm cái giải phân tâm. Thế chúng ta còn cái gì nếu chúng ta không đầu tư trong mấy năm vừa rồi mạnh mẽ như thế, quyết liệt như thế thì chúng ta còn cái gì nữa hôm nay? Tôi xin thưa với mọi người, tiếp phải nói rằng là trong cơ chế thị trường nó dạy chúng ta và nó tự sàng lọc, tự lựa chọn, tự anh bị đào thải và tự quy luật của thị trường đào thải. Chứ ông bà mà còn được tồn tại được thì ông sẽ có. Tôi xin thưa là tất cả các dịch vụ mà khi cổ phần hóa từ cảng chuyển sang đến bây giờ dần nó không phù hợp nữa. Riêng cái bốc xếp đấy 1.300 đến bây giờ tôi xin thưa báo cáo là chính thức còn được 30 công nhân bốc xếp. Họ làm không đủ lương sống, họ bỏ. Cái vận tải như thế một thời nổi danh nổi tiếng số 1 mà đầu tiên của cái khu vực này đến giờ không còn. Cái nhà hàng cảng của thời đám cưới đến bây giờ không phù hợp, bởi vì thị trường nó thay đổi, nó cần nhà to, nhà đẹp, rộng, một đúc cá dài ra nhà gái là 500-700 đồng, thế thì mình như thế này không phù hợp. Đấy, báo cáo về tất cả các vị của bạn, thị trường nó đào thải, con người trong thị trường nếu không giữ được, không tồn tại được thì nó cũng bị đào thải luôn. Nếu như tất cả những cái thứ đó chỉ trong 20 năm kết quả đây rõ ràng. Nhưng có một điều tôi rất tâm đắc và rất mừng là cái doanh thu được tăng lên và cái người giảm đi, vì đơn vị mình không phải là đơn vị công ích xã hội giải quyết vấn đề lao động. Nói thẳng nói như thế là phải có hiệu quả, là có kinh tế thì chúng ta đã đạt được mục đích đó. Đây, đến lúc còn 20 năm chúng ta còn 409 người nhưng mà lãi thức thuế tầm 10 tỷ, dần dần nó lên. Thế trong 20 năm ta đạt những cái gì thì đây, nhìn bạn đây thì nếu mà mọi người nhìn mình và suy ngẫm thì nó ra cảnh với doanh thu rất lớn, 3.500 tỷ, mỗi một năm bình quân là khoảng 180 tỷ. Cái lãi trước thuế một năm bình quân là 8 tỷ. Đấy là ước mơ. Đặc biệt lộ ngân sách cho 20 năm chúng ta lộ 130 tỷ. Giải quyết công ăn việc làm cho số người lao động, cho có thu nhập và thực hiện nghĩa vụ. Cái chia cổ tức cho cổ đông thì tôi xin thưa rằng 81 tỷ. Trong 20 năm bình quân là 13.9%. Đây là con số rất lý tưởng. Chúng ta sinh ra và xuất phát ở cái điểm rất thấp. Tôi ví nó như con chim chích, nó con chim trẻ. Nó không thể như con đại bàng được. Như con công con phượng tầm 4 nó vài nghìn tỷ như sữa Vinamilk được.
bằng lãi suất ngân hàng cao hơn, nhưng mà nếu 20 năm tính lại mức này làm tốt. Phải tự đánh giá mình, không phải khen, nhưng phải tự mình soi mình làm được cái gì mà không phải. Thì tôi xin thưa báo cáo với các cán bộ nhân viên, lương của cán bộ công nhân viên đến bây giờ tháng năm nay bình quân 7,5 triệu, đây cũng là một cái rất cố gắng tôn trọng, không lo cho người lao động là chính, không lo cho nền tảng phát triển của công ty lên, ta đã thực hiện được vấn đề rất trăn trở. Vấn đề nữa là ta phải nâng cao trình độ và cải tiến khoa học kỹ thuật. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi đó, cái nhà xe là chị Phúc, là chị Mai trước kia thế nào, bây giờ lên chị Ngân Hương quét khéo và tự động an toàn, không phải lỗi thôi gì cả, công ty không thiếu một xu. Trước kia lương các chị 30 triệu bạc, nhưng bây giờ nó là rất khá, 6-7 triệu, có tiền ăn trưa. Bởi vì nó bán chắc rất là tốt, nó nguồn thu vào một mối rồi, phải cải tiến, phải nâng cao hệ thống ô tô, hệ thống xe máy. Thì báo cáo là trong 20 năm cái đó rất là mừng, đặc biệt cái vốn phát triển 107 thì cứ nói không dễ, thì có báo thu người ta đưa tiền đâu, bạn mất tiền đưa cho tín tiêu đâu, đưa công ty tiêu đâu, phải có lòng tin. Tôi tin chỗ này cổ phiếu sẽ lên, mà tin chỗ này đưa tiền vào đây là an toàn, nó không lừa mất. Hôm qua 47 900 nghìn tỷ nó lừa mất sao hết. Ô bây giờ thị trường có hết, người ta phải tỉnh giác. Đấy thì tôi xin thưa với các bạn, cũng có nhiều ý kiến nói rằng ở chỗ tiếp toàn thì xây, không xây thì làm cái gì, ông sếp là không thuê, dịch vụ hàng hải thì nó tan ra, dịch vụ vận tải thì cũng tự nó hủy đó. Thế là thì giải tán á, người ta không hiểu. Nếu không xây bền vững tồn tại, mà tôi xin thưa những cái tòa nhà này đấy, ví dụ như cái tòa nhà Thắng Lợi thầy cả xây lúc đó 25 tỷ, đến bây giờ một năm bình quân bây giờ nó thu 12-13 tỷ, thế thì tại sao không làm? Có nhiều ý kiến như vậy, vì làm cứ làm, còn chung quanh rất nhiều ý kiến kệ họ, họ không hiểu, ý kiến tích cực, ý kiến tiêu cực kệ, mình có đáp số chứng minh phải trả lời cho, tôi động viên cán bộ nhân viên cứ làm đi yên tâm, nên xây thành đạt ba, tôi xin thưa từ tháng 3 phải không đến tháng 10, 2-3-4 xong được, một tốc độ rất là nhanh và thần kỳ. Đến bây giờ là khoảng 53-54%, doanh thu rồi, mỗi một tháng thu hơn 1 tỷ. Tôi có cả một tháng dễ nhà hai tầng đi là rất đau xót, vì nó có đang hoạt động 4 năm nó thu được 2 tỷ, rất ổn định. Thế nhưng một sắp tiền không làm thế không được, một năm tôi thu 20 tỷ, 30 tỷ, gấp 10-15 lần đó. Thì bây giờ nó đã chứng minh cho chuyện đó. Và hôm nay tôi báo cáo với này, cái bước đi tiếp theo của công ty chúng ta là tiếp tục đầu tư một cái bất động sản. 2024 chính thức là hết lợ của cái tòa nhà Thành Đạt 1. Thì lên tiếp 11 tầng của nó nữa. Nếu lên 11 tầng đấy thì nó khoảng 200 tỷ. Với cái tốc độ này thì khoảng 5 năm mà có điều kiện đất thì chúng ta xây được một tòa nhà. Đấy thì dự kiến đấy, chứ còn xây để làm gì, xây ai thuê nó là người khác. Chứ không phải cứ nói là xây, chứ không phải xây vừa, xây mãi nữa đâu. Vì cái báo bột không còn, cái nhà hàng này không còn nữa, chỉ còn cái cụm tòa nhà. Mấy nhân kiện đây tôi cũng nói luôn, để các vị đại biểu thấy.
thu bãi bột bây giờ không được một xu nào, người ta không bồi thường, không cho cán bộ công nhân viên ở đấy được chế độ. Cái lý ông thuê tôi hạ cũng cả tôi cho biết, tôi đang các bạn đây đến phố đâu cả bộ tay biết bao giờ nó này thuê hạ cái luật này không có. Cái chỗ này thì có này, cái này đến 2031 này, nếu mà lấy ngay bây giờ thì họ tính toán họ bồi thường, họ đang tính toán. Tôi xin thưa hai cái việc này quyết định rồi, tôi đang rất đau đầu, nhưng mà thực tế là ông ta mà lên bộ tài nguyên môi trường hỏi mặt cả đời cái này không có chế độ bồi thường. Đấy, tôi xin thưa tôi xin thưa các vị và cũng rất may hôm nay tôi nói thật, cán bộ công nhân mình tất cả các anh các chị ngồi đây cũ và mới chúng mình đều trải qua cái chế thị trường, đều chấp nhận trong cuộc sống thị trường, đều bị sức ép của thị trường giá cả rồi các chế độ chính sách, các vấn đề ABC có thể mình tồn tại rất đấy. Thì 20 năm thực hiện các vấn đề và trong 20 năm thì chúng ta đầu tư 249 tỷ cho phần xây dựng, ví dụ như tòa nhà Thành Đạt 1, khách sạn Thắng Lợi là 27 tỷ, góp vào cái tòa nhà Thành Đạt 1 này này chúng ta góp vốn sang đấy 57 tỷ, xây tòa nhà Thành Đạt 3 163 tỷ, lên cổ phiếu của chúng ta và nó không cao được vì Thành Đạt 1 từ 2009 đến giờ chúng ta chẳng có xu lãi chi cổ tức, nhưng tôi vẫn giả đầy đủ cổ tức cho các cổ đông. Hy vọng 2024 nó hết lãi hết phải trả lãi ngân hàng nữa thì cái lãi giả đấy mình giả thì chia của nó tôi chỉ cần đến 5% và cộng của tôi 10% đến 7% nữa tôi rất ung dung rồi, một bài toán lớp 2 cộng ra ấy mà đấy. Thì tôi xin thưa như vậy, cái đầu tư như không đầu tư không tồn tại, không đầu tư không phát triển, nhưng đầu tư không lòng cả nghĩ sẽ từ 7 tỷ rưỡi ra đến 100 mấy tỷ toàn biết không được xúc đấy, quá khả. Và trong 20 năm đến bây giờ kiểm điểm lại với tư cách là giám đốc, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị thì anh làm mất một điều thối tiếc. Các cái ngành nghề khác tôi không nói thì ví dụ hàng hải, ví dụ điện thoại, ví dụ giá xe, ví dụ tôi tiếc nhất là vận tải, vì cái vận tải nó đã tồn tại, đã phát triển rất là lớn, mình là người đi đầu tiên trong lĩnh vực vận tải. Đến giờ không có cái xe, đến giờ không có cái xe, đến giờ không có khách hàng, tiếc thôi. Nhưng nghĩ đi thì thế, nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, nó là quy luật của thị trường, do cái mặt trái của cơ chế thị trường thì nó cũng còn cũng là lẽ đương nhiên. Chính vì xuất phát từ những điều này, trong đầu tôi từ 2009 trở đi, hôm nay tôi nói rất thật, các dịch vụ khác tôi sẽ không tập trung vào nhiều nữa, mà tập trung vào các thuê văn phòng quản lý được rất rõ ràng, mang tính bền vững, nay còn làm cái thằng cổ đông, còn các cái khác nó phòng trong cái dịch vụ người. Các năm trước qua bác bộ anh bảo tôi, anh ơi, mình giữ như thế này, mình làm như thế này, cơ chế này phải, nếu như để ngươi giữ không, mà đúng thật để ngươi giữ không, cứ nói đi, cứ làm đi, nó thò tay nó rút đi bao giờ không biết, mà đúng như thế, nên tôi bỏ bản chất này, còn ống mà cầm, chứ còn nó rút, con từ nơi đó nó cứ để bên tay nó thì nó sẽ tồn tại phát triển, mà nó rút đi thì tự nó làm phải nó, mà đúng quy luật nó xoay vòng đúng như thế. Ngày tôi chỉ phải báo cáo lại. Đấy thì trong 20 năm phát triển đặc biệt của bảo ngay là nó biểu hiện rõ nhất, không cần phải thêm lên gì nữa. Về tổ chức, về sắp xếp thì các bị rõ rồi. Đặc biệt cái thành tích 20 năm đạt được cũng rất là nhiều.
tôi xin thưa là cũng chưa có cái đơn vị nào có một cái số bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân tương đương trong các cái năm 2005-2010. Bởi vì lúc đó công nhân nó đông, sản lượng nó nhiều, thành tích nó tốt. Tôi xin thưa cái thời gian nó nhiều nhất. Và cái bằng khen của các cấp rất nhiều. Đấy, tôi xin thưa các bạn. Thế còn các cái phương hướng tiếp theo của các trăm năm tiếp theo thì đây nó rõ rồi, và chỉ có một điều hôm nay tôi cũng nói luôn là từ nay đến năm 2024 chẳng có cái gì mà làm, mà cũng không có tiền mà làm, mà không có vay mà làm, ngân hàng cũng có cả chú vay tiết cũng phải giải ngân đi, từ từ vay nữa là không được, chỉ có tập trung khai thác ba quả đạt để cho nó tốt có hiệu quả. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đến 2024-2025 nếu có điều kiện do hợp đồng lúc đó quyết định tính toán lâm lốp 11 tầng của cái tòa nhà này, đấy là mục tiêu duy nhất, không còn mục tiêu khác. Còn chỗ này và bãi một bao giờ thành phố cứ lấy thì nhìn ra không để thế thì công ty quan gì quan muốn ba tòa nhà để tồn tại để phát triển nó nên phải tập trung vào ba tòa nhà khoảng hơn 3.000 m2 mỗi một năm, tôi thu khoảng độ gần 100 tỷ doanh thu, 100 tỷ doanh thu, nếu mà giả bán lỡ hết ngân hàng rồi thì tôi xin thương cô lại vài ba bốn chục tỷ. Đây là một phép tính rất nhanh và rất là tốt, mà quản lý nó không như vận tải, dịch vụ vận tải nó không như hàng hải, không phải theo dõi đâu các bạn, mở sổ ra cái này nó không bị bắn trái của thị trường, nó làm người lao động, nó làm cán bộ ở đó nó sai lầm đi, chính vì thế nó không tồn tại. Thì những cái ưu điểm của những tòa nhà này nó cứ lợi thế là đấy, thế thì báo cáo này tất cả các đại biểu như vậy, và đặc biệt là chúng ta sẽ một cách duy trì phát huy được cái đoàn kết năng động sáng tạo hội nhập phát triển kỷ niệm 25 thông tin thành lập và luôn luôn liên tục phát triển tiến tới thành công, không có thành công mà phải vươn tới tầm cao mới. Cái tòa nhà thành đạt gầy là 8 tầng vươn lên 19 tầng đi, và ngay cái tư duy suy nghĩ của từng con người ta phải vươn lên, chứ đừng ý ảnh thế là không bao giờ tồn tại, không bao giờ phát triển. Vươn lên cách suy nghĩ nó thăng bậc cho nó khác thì thay đổi dần trong năm tháng sau xã hội đi. Thế có lẽ là kỷ niệm 25 thì đến đây lời cuối cùng xin chúc sức khỏe tất cả các nhà tiếp tục đại biểu sức khỏe và sức cùng công ty phát triển, công ty ngày càng vững mạnh và liên tục phát triển từ thành công. Xin cảm ơn. Công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Công đoàn Tổng Tiên Hàng Hải Việt Nam và Tổng Giám đốc Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Xin được kính mời bà Đào Thị Tâm, thành viên Hội đồng Quản trị, nhận công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Công đoàn Tổng Tiên Hàng Hải Việt Nam làm huân chương và tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Xin mời bà. Đồng chí đại biểu, tôi toàn thể hội nghị nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tặng cán bộ công nhân viên của công ty bức chướng và bằng khen cho hai tập thể và 4 cá nhân. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin công bố quyết định như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng số 3034 Hải Phòng ngày 1 tháng 10 năm 2020 quyết định về việc tặng bức chướng và bằng khen chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, căn cứ luật thi đua khen thưởng, căn cứ quyết định số 20 ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tại tờ trình số 02 ngày 1 tháng 9 năm 2020 và trưởng ban ban thi đua khen thưởng tại công văn số 803 ngày 17 tháng 9 năm 2020. Quyết định điều 1 tặng bức chướng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng với nội dung đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập, phát triển nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty mùng 6 tháng 10 năm 2000, mùng 6 tháng 10 năm 2020.
Thành tích bức chướng được ghi vào sổ vàng truyền thống của thành phố. Điều 2. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 2 tập thể, 4 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Tập thể 1. Chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, Ban quản lý thành đạt. 2. Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng. Cá nhân 1. Bà Hà Thị Thủy, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. 2. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa, phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng. 3. Bà Hà Thị Tú, kế toán trưởng công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. 4. Ông Trần Anh Dũng, tổ trưởng điện xí nghiệp xây dựng và sửa chữa công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Điều 3. Tiền thưởng theo nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, giám đốc các sở ngành, nội vụ, tài chính, kho bạc, nhà nước Hải Phòng, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, trưởng ban thi đua khen thưởng và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1, điều 2 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng đã ký. Xin trân trọng kính mời ông Hà Văn Tiến, tổng giám đốc công ty và bà Hà Thị Thủy, chủ tịch công đoàn công ty lên nhận bức chướng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Hương, trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên trao bức chướng cho công ty. Xin trân trọng kính mời bà. Thứ nhất, chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, ban quản lý thành đạt. Thứ hai, công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng. Thứ ba, bà Đỗ Thị Hồng Hoa. Thứ tư, bà Hà Thị Thủy. Thứ năm, ông Trần Anh Dũng. Xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Hương, trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố, thờ ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Căn cứ quyết định số 2714 ngày 18 tháng 9 năm 2000
của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng thành công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng. Căn cứ điều lệ công ty, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty mùng 6 tháng 10 năm 2000, 6 tháng 10 năm 2020, xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, quyết định điều 1 công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 7 cá nhân thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất công tác 5 năm 2016-2020. 1. Ông Nguyễn Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng. 2. Ông Vũ Minh Đức, trưởng nhà xe số 3. 3. Ông Nguyễn Cao Phong, trưởng ga bảo vệ Thành Đạt 1. 4. Ông Lê Văn Tươi, trưởng ga bảo vệ Thành Đạt 1. 5. Bà Vũ Thị Quý, Tổ trưởng Đảng bộ Thành Đạt 1. 6. Ông Đào Văn Tùng, Tổ trưởng Sắt Mộc Lề Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa. 7. Ông Nguyễn Văn Linh, trưởng ga xăng dầu Lê Thánh Tông. Điều 2. Tiền thưởng theo quy chế của công ty. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký các phòng ban, các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Tổng giám đốc Hà Văn Tiến trả phí. Kính mời các đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua lên phía trước hội trường để nhận danh hiệu. Ông Đào Văn Tùng. Thứ 7. Ông Nguyễn Văn Linh. Thank you.
bộ công nhân viên và người lao động công ty đã nghỉ hưu nên phát biểu. Xin kính mời ông. Các quý vị đại biểu, những khác quý trong thành viên hội đồng quản trị của công ty, những đồng chí thành viên hội đồng quản trị, viên tổng giám đốc công ty. Kính thưa hội nghị, hôm nay công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Mùng 6 tháng 10 năm 2020. Thay mặt cho cán bộ công nhân công ty đã nghỉ hưu, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, là người được làm việc tại công ty từ những ngày đầu mới thành lập, thì tôi được hôm nay thì lại được về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tôi rất xúc động và tự hào về sự phát triển lớn mạnh của công ty. Và đã như chúng ta đã được nghe đồng chí tổng giám đốc báo cáo và các cái số liệu chứng minh suốt trong quá trình 20 năm phát triển, chúng ta cũng không tôi cũng không thể không nhớ lại cái ngày đầu mới thành lập, cũng như đồng chí tổng giám đốc cũng đã báo cáo là những cái ngày mới thành lập thật nhiều khó khăn và thật nhiều thiếu thốn. Như chúng ta đã biết, tài sản cố định có 7 tỷ và cơ sở vật chất thì nó cũng chỉ là những cái căn nhà cấp 4 xây dựng từ thời bao cấp rất lâu rồi chuyển sang cũng khác, không có gì, phương tiện thiết bị không có, vốn liếng thì tiền mặt kinh doanh hơn 2 tỷ, số rất nhỏ khi đang khó khăn thì nhiều, rất nhiều, nhưng chúng ta đã xác định là quyết tâm phấn đấu dưới sự lãnh đạo quản lý điều hành của hội đồng quản trị, ban giám đốc, đặc biệt là đồng chí giám đốc. Chúng ta cán bộ công nhân viên đã đoàn kết vượt rất nhiều khó khăn. Và ngày đấy thì chúng tôi cứ vẫn nói vui với nhau là chúng mình là tay không bắt lặt. Thực tế là có cái gì đâu, thì chúng ta là đi ra thị trường là làm các cái dịch vụ, đi tìm kiếm khách hàng, đi tìm kiếm việc thì chúng ta tay không bắt lặt, rồi đi kiếm khách hàng, đi kiếm việc. Trong cái khó khăn như vậy, nhưng lãnh đạo công ty như đồng chí tổng giám đốc đã báo cáo vẫn phải thực hiện nhiệm vụ kép rất nặng nề, đó là chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và phát triển công ty. Hai nhiệm vụ bắt buộc phải phát triển. Rồi dần dần chúng ta từng năm phát triển từng năm với cái sự đoàn kết nhất trí, với sự điều hành lãnh đạo của lãnh đạo công ty, đặc biệt là giám đốc, thì công ty chúng ta đã phát triển từng bước, ổn định được đời sống cán bộ công nhân viên và đầu tư phát triển công ty từng bước vững chắc như chúng ta đã nghe báo cáo. Và rồi hôm nay sau 20 năm, một thời gian không dài đối với một doanh nghiệp, thì chúng tôi đã được nhìn thấy và đã được nghe báo cáo về sự phát triển của công ty, cơ ngơi đủ lớn, đủ hoành tráng để khẳng định cái vị trí, cái vị thế, cái thương hiệu của công ty mình trong cái thị trường, trong cái sản xuất kinh doanh, trong cái phát triển của những năm tới. Thì nhân dịp này thì chúng tôi cũng là những người cán bộ công nhân đã nghỉ hưu, cũng rất vui mừng được phát biểu cái cảm tưởng của mình. Đặc biệt là trong những cái năm phát triển của công ty thì hàng năm thì chúng tôi cũng cứ vận được là công ty tiếp xúc bằng các anh chị em nghỉ hưu đã chứng kiến các cái phát triển, từng bước phát triển của công ty từng năm. Hôm nay cũng là nhân dịp kỷ niệm 20 năm thì tôi cũng xin được cảm ơn cán bộ công nhân viên công ty, đặc biệt là đồng chí giám đốc
đã lãnh đạo và điều hành công ty phát triển từng bước vững mạnh như ngày nay, mang lại cho chúng tôi niềm vui, niềm tự hào của cả công ty và những người đã được nghỉ hưu như chúng tôi. Nhân dịp này xin được kính chúc các quý vị đại biểu, kính chúc các đồng chí trong hội đồng quản trị của công ty, kính chúc đồng chí tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty nhiều sức khỏe, và chúc cho công ty với tuổi 20 tiếp tục phát triển từng bước vững chắc, tiếp tục khẳng định thương hiệu mạnh, thương hiệu lớn trong thị trường trong nước và nước ngoài. Kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, chúc hội nghị và xin được trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức công ty, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý đã dành chút thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi lễ của công ty chúng tôi hôm nay và ngày hôm nay. Kính chúc quý vị dồi dào, luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc cho công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Phòng tiếp tục phát triển tiến tới thành công, vươn tới tầm cao mới, điểm đến của thành công với đối tác và khách hàng. Lễ kỷ niệm thành lập 20 năm thành lập công ty thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban lãnh đạo công ty xin trân trọng kính mời quý vị dự tiệc lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty tại hội trường này, xin kính mời quý vị. Phượng đỏ gửi Hải Phòng thành phố quê hương, ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất. Những hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập máu thở ngày đêm, những bên binh xi măng cầu sao cầu đất lạc viên. Cái tên nghe chẳng thơ đâu, nhưng với ta vô cùng oanh liệt, tôi không biết tự hào quê em yêu. Trong đêm dài tiễn biệt chưa tròn nghĩa Sài Gòn Đà Nẵng, ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu. Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngừng đâu, trăm trận đánh quê ta kiên cường. Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ mai ta đã thấy rừng dài rừng sáng, sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng quê Phương đỏ ơi. Hải Phòng thành phố quê hương, ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất. Nhưng hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập máu thở ngày đêm, những bên binh xi măng cầu giao cầu đất lạc viên. Tên nghe chẳng thơ đâu, nhưng với ta vô cùng oanh liệt, tôi thân thiết tự hào.
em yêu trong đêm dài thiên nhiên chưa tròn nghĩa Sài Gòn Đà Nẵng ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu Hải Phòng nói yên ngang chỉ biết ngẩng đầu trăm trận đánh quê ta thiên cường Hải Phòng ơi hôm nay bé nhỏ mai ta đã thấy rộng dài rừng sáng sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng